Chào mừng các bạn đến với kênh Bình Nguyên IT 4.0 của mình. Trong một số trường hợp, bạn đã quay được một video rất là ưng ý. Tuy nhiên, khi về nhà bạn mở ra thì video đó lại bị ngược. Ví dụ như là một video mình đây, mình mở đây. Đó, video lại bị quay ngược. Vậy thì làm cách nào để xoay lại video? Thì mình sẽ chia sẻ với các bạn ngay sau đây. Đó là các bạn sẽ sử dụng cái tính năng có sẵn trên Windows 10 và Windows 11 để chúng ta thực hiện xoay ngược lại video. Bây giờ các bạn sẽ thực hiện theo mình nhé. Các bạn vào phần tìm kiếm, các bạn gõ video editor đấy ạ. Đây ạ. Cái này là đã được tích hợp sẵn trên Windows 10. Sau đó các bạn bấm vào New Video Project. Rồi đặt tên cho video, ví dụ là chẳng hạn. Sau đó bấm OK. Bây giờ các bạn sẽ bấm vào chữ Add và chọn nơi lưu video. Sau đó các bạn sẽ kéo video này xuống phía dưới vào mục Storyboard này. Và các bạn quan sát ở các dòng này. Đây ạ, tại biểu tượng này các bạn sẽ kích vào cho đến khi video được quay theo đúng chiều. Rồi, kích thêm lượt nữa. Rồi ạ. Như vậy là video này đã được quay đúng chiều. Tiếp theo thì các bạn sẽ vào mục đó là Finish Video. Sau đó chọn chất lượng video. Ở đây mình chọn là chất lượng 1080 này. Hoặc đây còn 720 này, 540 này. Đó. Sau đó chúng ta sẽ bấm vào Export và chọn nơi lưu. Ở đây mình lưu tại Desktop. Sau đó bấm vào Export. Chờ một lúc để hệ thống xử lý xuất video. Rồi ạ, như vậy là hệ thống đã xử lý xong. Bây giờ chúng ta xem thành quả. Video đã được xoay lại đúng vị trí. Đó. Như vậy là vừa rồi mình đã chia sẻ tới các bạn cách để xoay lại đúng chiều một cái video và sử dụng phần mềm được tích hợp sẵn trên Win 10, Win 11 mà chúng ta không cần phải cài thêm phần mềm khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy những gì mình chia sẻ hữu ích, hãy bấm vào nút like và bấm vào nút đăng ký để mình có thêm động lực sản xuất video mới chia sẻ tới các bạn. Xin chào.